Và để chào mừng 2024 thì bên mình mới về một mẫu sedan hai đầu sinh năm 2005, giá rẻ nhất cùng phân khúc đây các bạn này. Xe được trang bị một dàn mâm đúc các bạn nhé, một thương hiệu nổi tiếng của đầu những năm 2000. Em nó sinh năm 2005, màu trắng ngọc trinh xịn, không taxi dịch vụ, không tập lái, không của trung tâm đào tạo lái xe ra. Xe gia đình một chủ từ đầu đấy các bạn này, một chủ từ đầu các bạn nhé, đều la lốt đây các bạn này, trả la lốt 2005, mà cái giá tiền của nó chỉ có hơn 60 thôi, hơn 60 là các bạn đã có ngay một chiếc xe đẹp, đầm chắc, xăng dầu ăn hợp lý, phụ tùng dễ thay. Cái dòng này nó là dòng quốc dân nồi đồng với đá rồi các bạn này. Đấy. Và một chiếc xe đẹp hay không các bạn để ý này, đèn zin các bạn từ cái chữ này, chữ đai u nó còn nguyên này, đấy, tem này và cái thân vỏ đây các bạn này, thân vỏ mỏng keng không ma tít các bạn nhé. Bác nào có nhu cầu sử dụng cái mẫu xe được các bạn yêu thích cái mẫu xe hai đầu giá rẻ nhất rồi. Đấy, các bạn quan sát này, tư nhân một chủ từ đầu, đèn mặt trước đèn sau là zin nguyên bản theo xe hết, gần quốc lỗi quần quận, cam kết với các bạn tuy rằng chiếc xe chỉ có hơn 60 thôi nhưng vẫn cam kết bằng văn bản cho các bạn là thân vỏ không bị đâm va và đặc biệt là máy không bị thủy kích các bạn nhé. Đèn này, đèn zin nguyên bản theo xe của em nó đây các bạn này, mâm đúc này, lốp còn trên 80%. Vào đây, chỉ cần nhìn cái tắp ly đồ nhựa của em nó đây các bạn này, thời tiết nó hơi tối chút rồi, nội thất lỉ nguyên bản theo xe các bạn nhé. Mình quay nhanh một chút là vì thời tiết nó nhanh tối quá, về cái mùa này nó vậy các bạn này. Các bạn đẩy ốc nhái này không dùng hóa chất tẩy rửa, nguyên bụi bản luôn, họng khóa và còn vàng ươm. Tội gì phải đi những cái mẫu xe hatchback matiz sao bác làm gì, làm luôn em này, với giá tiền chỉ hơn 60 thôi. Các bác về hưu có tuổi cũng như là các bác tập lái che nắng che mưa thì nó quá ok. Toàn bộ bộ áo ghế là nội thất lỉ nguyên bản theo xe các bạn này, và một chiếc xe chạy nhiều chạy ít các bạn đẩy từ cái họng khóa đây. Rồi các bạn này, ốc này vàng ươm, tuy rằng thời tiết nó có tối một chút nhưng nó cũng đủ để các bạn nhìn xem em nó có xứng đáng để các bạn mua với cái giá tiền hơn 60 hay không. Và các bạn đẩy này, ba bô lê zin hết này, chưa phải một giọt sơn nào. Cái dòng này là hay mục mọt lắm các bạn nhé, như chiếc này này không hề mục mọt các bạn nhé. Em nó sinh năm 2005, giá đây chỉ có nhô 60 thôi. Hôm trước mình có một con nó xấu hơn mình bán có hơn 30 thôi, 2003, thì hôm nay mới về. Hôm trước bác nào hỏi cái dòng chả la lốt, một cái mẫu xe dành cho các bác yêu thích cái sự đầm chắc, tội gì phải đi Matiz sở bác thì thôi. Toàn bộ bốn cánh là keo chỉ zin hết rồi các bạn này, từ cái lỉ tắp ly đây. Trong những lúc cuối giai đoạn cuối năm, các bác nào có nhu cầu mua ô tô đi Tết thì alo trực tiếp cho mình. Đấy, nội thất lỉ nguyên bản, ốc nhái zin hết rồi. Và để kết thúc phần thân vỏ thì mình sẽ lượn lại một vòng để các bạn quan sát phần hình thể bên ngoài của em nó. Cam kết các bạn xe không lỗi, 2005, mà cái sơn zin nó còn nhiều, như chiếc này nó là cực hiếm các bạn nhé. Đây các bạn này, nó hơi tối một chút nhưng cái bô lăng phím còi của em nó cũng đủ để các bạn cảm nhận được chiếc xe có được như ý không. Thế là mình bật cái đèn lên để xoay này các bạn này. Đấy, bô lăng này, phím còi này, bô lăng quá đẹp các bạn nhé.
Bác nào quan tâm thì cứ alo cho mình. Bác nào còn vấn đề nào vẫn chưa được mãn nguyện thì các bạn cứ alo trực tiếp cho mình sẽ gửi full video. Xe đã được lắp khóa quyển đàng hoàng hết rồi. Gãy nhẹ là lổ các bạn này. Và đây các bạn đẩy từ cái táp ly cánh lái đây. Đẹp hay không thì các bạn cứ đẩy cái phần hình thể đây. Bên mình những cái dòng xe cỏ là mặt hàng chiến lược các bạn nhá. Tuyển rất kỹ, rất chọn lọc luôn. Lốp à, lốp còn dày binh. Lên sóng, lên sóng. Hàng tuyển chọn đây các bạn này. Đèn cực sáng luôn các bạn nhá. Nhưng con này máy lổ thì nó là chấm hết luôn. Đấy, tội gì phải đi Matiz, sao bác làm gì. Đi luôn em này. Cái dòng này các bạn tham rẻ mua những chiếc xe tập lái, những chiếc xe các bác đi nó lát thì nó mới là rẻ. Nhưng chiếc này nó không hề rẻ các bạn này. Đấy. Lắp cabo này, sơn zin tuyệt đối các bạn nhá. Đây, máng nước cụ giảm xóc bên lái này. Từ cái giằng đầu đây. Đây các bạn này, là máy đang đổ đây. Im thím thít các bạn nhé. Máy số zin, keo chỉ zin, thân vỏ không lỗi lầm gì. Với một cái khuôn tiền hơn 60 thì đây là lựa chọn số 1 đấy. Tối này mới là chuẩn để mở ra mà nó khói như quả chả nó vứt đi đấy. Như chiếc này này các bạn này, không hề khói này các bạn này. Đấy, không một chút đại chất các bạn này. 2005 với một khuôn tiền hơn 60 thì đây là lựa chọn số 1 cho các bác lựa chọn cái mẫu sedan hai đầu các bạn nhé. Tư nhân một chủ từ đầu. Đấy, xe đẹp thì nó mới còn cái lễ này thì chống tải nhiệt lắp cabo đây. Máng nước cụ giảm xóc sơn zin tuyệt đối các bạn nhé. Thành vách này, từ cái kính này, toàn bộ kính là zin hết các bạn nhé. Em này chấm điểm là nội thất, là nội thất nguyên bản theo xe đây các bạn này. Chỉ có những các bác ngày xưa có điều kiện các bạn đi mua. Bác này là bác cái làm giáo viên, bây giờ lên là lên phòng giáo dục ở trước, bác cái làm hiệu trưởng năm 2005, bác cái làm hiệu trưởng, bác cái mua chiếc xe này. Tư nhân chính chủ biển của thành phố Phú Thọ các bạn nhé. Tư nhân một chủ từ đầu. Và để kết thúc chương trình xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ ngay cho mình. Đấy, làm hết tết đến rồi bên em còn có lác đác có vài con xe đấy các bạn này. Chưa năm nào cái thị trường xe cũ chậm, vừa chậm lại vừa ít xe như năm nay, khó mua khó bán cực kỳ luôn. Cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.